Tạng luật Phật giáo Nam truyền Phân tích giới tỳ khưu Tập 2 Dịch giả Tỳ khưu Indachanda Nguyệt Thiên Diễn đọc Khánh Hoàng Ngọc Mỹ Kính lễ Đức Thế Tôn Bậc A-La-Hán Đấng Chánh Biến Trì Bảy La Mã Chương Ưng Xã bạch chư đại đức ba điều ưng xả đối trị này được đưa ra đọc tụng phần y điều học thứ nhất một lúc bấy giờ đức phật thế tôn ngự tại thành vệ xá ly ở tháp chợ cota macca vào lúc bấy giờ ba y đã được đức thế tôn cho phép đến các tỳ khưu các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng ba y đã được đức thế tôn cho phép nên đi giao làng với ba y nọ mặc ở trong tu viện với ba y khác và đi xuống tắm với ba y khác nữa. Các tỳ khưu ít ham muốn tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Tại sao các tỳ khưu nhóm luật sư lại sử dụng y vũ trội? Sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi sử dụng y phụ trội có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này những kẻ rồ dại thật không đúng đắn không hợp lẽ không tốt đẹp không xứng pháp sa môn không được phép không nên làm này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi lại sử dụng y phụ trội vậy này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vì tỳ khưu nào sử dụng y phụ trội thì phạm tội ưng xã đối trị và điều học này đã được đức thế tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. hai vào lúc bấy giờ có y phụ trội phát sanh đến đại đức ananda đại đức ananda có ý định dân y ấy đến đại đức xá lợi phất và đại đức xá lợi phất cư ngụ ở sa kết tắc khi ấy đại đức ananda đã khởi ý điều này điều học đã được đức thế tôn quy định là không được sử dụng y phụ trội và y phụ trội này đã được phát sanh đến ta và ta có ý định dân y này đến Đại Đức Xá Lợi Phất mà Đại Đức Xá Lợi Phất cư ngụ ở Sa Kết Tắc vậy ta nên thực hành như thế nào sau đó Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn Này Ananda bao lâu nữa Xá Lợi Phất sẽ đi đến đây Bạch Thế Tôn ngày thứ 9 hoặc ngày thứ 10 khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép cất giữ y phụ trội tối đa 10 ngày. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu, tức là khi các ná đã hết hiệu lực, y phụ trội được cất giữ tối đa 10 ngày. Vượt quá hạn ấy thì y ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội ưng đối trị. Ba. Khi vấn đề y đã được dứt điểm, y của vị tỳ khưu đã được làm xong hoặc là đã bị mất hoặc là đã bị hư hỏng hoặc là đã bị cháy hoặc là niềm mong mỏi về y đã bị tan vỡ khi cấp thi nã, đã hết hiệu lực là đã hết hiệu lực do bất cứ tiêu đề nào trong tám tiêu đề hoặc là đã hết hiệu lực giữa chừng do hội chúng. Tối đa 10 ngày. Là được cất giữ hoặc sử dụng nhiều nhất là 10 ngày. Y phụ trội. Nghĩa là chưa được chú nguyện để dùng riêng, chưa được chú nguyện để dùng chung. Y. Nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về 6 loại y có kích thước tối thiểu cần phải chú nguyện để dùng chung. vượt quá giới hạn ấy thì y ấy nên được xả bỏ. Khi mặt trời mọc, ngày thứ 11 thì phạm vào ưng xã. Y ấy cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và dạ này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy. 4. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm chắp tay lên, và nên nói như vậy. Bạch các ngài, y này của tôi đã quá hạn 10 ngày cần được xả bỏ, tôi xả bỏ y này đến hội chúng. sau khi xả bỏ nên sám hối tội, tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực và y đã xả bỏ nên được cho lại. và này các tỳ khưu nên cho lại như vậy. hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy là vật phạm vào ưng xả đã được xả bỏ đến hội chúng nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng hội chúng nên cho loại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy năm vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu đắp thượng y một bên vai đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng ngồi chồm hổm chắp tay lên và nên nói như vậy bạch các ngài y này của tôi đã quá hạn 10 ngày cần được xả bỏ tôi xả bỏ vật này đến các đại đức sau khi xả bỏ nên sám hối tội tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực và y đã xả bỏ nên được cho lại và này các tỳ khưu nên cho lại như vậy các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực xin chư đại đức hãy lắng nghe tôi y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy là vật phạm vào ưng xã đã được xả bỏ đến chư đại đức nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức, chư đại đức nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. 6. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch đại đức, y này của tôi đã quá hạn 10 ngày cần được xả bỏ, tôi xả bỏ y này đến đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy và y đã xả bỏ nên được cho lại tôi cho lại đại đức y này bảy khi quá hạn mười ngày nhận biết là đã quá hạn phạm tội ưng xả đối trị khi quá hạn mười ngày có sự hoài nghi phạm tội ưng xả đối trị khi quá hạn mười ngày lầm tưởng là chưa quá hạn phạm tội ưng xả đối trị khi chưa được chú nguyện để dùng riêng, lầm tưởng là đã được chú nguyện để dùng riêng, phạm tội, ưng xã đối trị. Khi chưa được chú nguyện để dùng chung, lầm tưởng là đã được chú nguyện để dùng chung, phạm tội, ưng xã đối trị. Khi chưa được phân phát, lầm tưởng là đã được phân phát, phạm tội, ưng xã đối trị. Khi không bị mất trộm, lầm tưởng là đã bị mất trộm, phạm tội, ưng xã đối trị. Khi không bị hư hỏng, Lầm tưởng là đã bị hư hỏng, phạm tội ưng xả đối trị. Khi không bị cháy, lầm tưởng là đã bị cháy, phạm tội ưng xả đối trị. Khi không bị cướp, lầm tưởng là đã bị cướp, phạm tội ưng xả đối trị. Y phạm vào ưng xả, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội tác ác. Khi chưa quá hạn 10 ngày, lầm tưởng là đã quá hạn, phạm tội tác ác khi chưa quá hạn mười ngày có sự hoài nghi phạm tội tác ác khi chưa quá hạn mười ngày nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội tám trong thời hạn mười ngày vị chú nguyện để dùng riêng vị chú nguyện để dùng chung vị phân phát y bị mất trộm y bị hư hỏng y bị cháy người khác cướp rồi lấy đi vị khác lấy do sự thân thiết vị bị điên vì vi phạm đầu tiên thì vô tội chín vào lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm luật sư không cho lại y đã được xả bỏ các tỳ khưu ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm luật sư không cho lại y đã được xả bỏ các vị đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn đã hỏi các tỳ khưu nhóm luật sư rằng này các tỳ khưu nghe nói các ngươi không cho lại y đã được xả bỏ có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này những kẻ rồ dại thật không đúng đắn không hợp lẽ không tốt đẹp không xứng pháp sa môn không được phép không nên làm này những kẻ rồ dại vì sao các ngươi không cho lại y đã được xả bỏ này những kẻ rồ dại sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này những kẻ rồ dại hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau khi khiển trách ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu không nên không cho lại y đã được xả bỏ Vì nào không cho lại thì phạm tội tác ác dứt điều học thứ nhất điều học thứ nhì 10 lúc bấy giờ đức phật thế tôn ngự tại thành xá vệ kỳ viên thu viện của ông cấp cô độc vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu sau khi đã trao y tận tay các tỳ khưu rồi ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y, y vai trái. Các y ấy được để lại lâu ngày đã trở nên mốc meo. Các tỳ khưu đem phơi nắng các y ấy. Đại đức Ananda trong lúc đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các tỳ khưu ấy đang phơi nắng các y ấy. Sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp các vị tỳ khưu ấy. Sau khi đến đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này. Này các đại đức, các y bị mốc meo này là của vị nào vậy? Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho Đại Đức Ananda. Đại Đức Ananda phàn nàn phê phán chê bai rằng Vì sao các tỳ khưu sau khi trao y tận tay các tỳ khưu lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y? Sau đó, Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi các vị tỳ khưu ấy rằng này các tỳ khưu nghe nói các tỳ khưu sau khi trao y tận tay các tỳ khưu rồi ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu vì sao những kẻ rồ dại ấy sau khi trao y tận tay các tỳ khưu lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y vậy này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khưu hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu tức là khi Katina đã hết hiệu lực nếu vị tỳ khưu xa lìa ba y dầu chỉ một đêm thì phạm tội ưng xả đối trị và điều học này đã được đức thế tôn quy định cho các tỳ khưu như thế 11. vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ ở thành kosambi bị bệnh các thân quyến đã phái người đưa tin đến gặp vị tỳ khưu ấy nói rằng Ngài Đại Đức hãy đi đến, chúng tôi sẽ hộ độ. Các tỳ khưu cũng đã nói như vậy. Này Đại Đức hãy đi, các thân quyến sẽ hộ độ Đại Đức. Vị ấy đã nói như vậy. Này các Đại Đức, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định rằng không được xa lìa ba y, và tôi thì bị bệnh, nên không thể mang theo ba y mà ra đi được. Tôi sẽ không đi các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng, Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự đồng ý về việc không vi phạm tội vì xa lìa ba y đối với vị tỳ khưu bị bệnh. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vậy. Vị tỳ khưu bị bệnh ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai đảnh lễ ở chân các tỳ khu trưởng thượng ngồi chồm hổm chắp tay lên và nên nói như vậy bạch các ngài tôi bị bệnh không thể mang theo ba y mà ra đi được bạch các ngài tôi đây thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về việc không vi phạm tội vì xa lìa ba y nên được thỉnh cầu lần thứ nhì nên được thỉnh cầu lần thứ ba hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên như vậy bị bệnh không thể mang theo ba y mà ra đi được. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về việc không vi phạm tội vì xa lìa ba y. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự đồng ý về việc không vi phạm tội vì xa lìa ba y đến vị tỳ khưu tên như vậy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi vị tỳ khưu này tên như vậy bị bệnh không thể mang theo ba y mà ra đi được vì ấy thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về việc không vi phạm tội gì xa lìa ba y hội chúng ban cho sự đồng ý về việc không vi phạm tội gì xa lìa ba y đến vị tỳ khưu tên như vậy đại đức nào đồng ý việc ban cho sự đồng ý về việc không vi phạm tội gì xa lìa ba y đến vị tỳ khưu tên như vậy xin im lặng vị nào không đồng ý có thể nói lên sự đồng ý về việc không vi phạm tội vì xa lìa ba y đã được hội chúng ban cho vị tỳ khưu tên như vậy sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng tôi ghi nhận sự việc này là như vậy và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu tức là khi katina đã hết hiệu lực nếu vị tỳ khưu xa lìa ba y dầu chỉ một đêm thì y ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội ưng đối trị ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu mười hai khi vấn đề y đã được dứt điểm y của vị tỳ khưu đã được làm xong hoặc là đã bị mất hoặc là đã bị hư hỏng hoặc là đã bị cháy hoặc là niềm mong mỏi về y đã bị tan dở khi Katina đã hết hiệu lực là đã hết hiệu lực do bất cứ tiêu đề nào trong tám tiêu đề hoặc là đã hết hiệu lực giữa chừng do hội chúng nếu vị tỳ khưu xa lìa ba y dầu chỉ một đêm nếu đã xa lìa hoặc là y hai lớp hoặc là thượng y hoặc là y nội dầu chỉ một đêm ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu trừ ra có sự đồng ý của các tỳ khưu thì y ấy nên được xả bỏ khi mặt trời mọc thì phạm vào ưng xả y ấy cần được xả bỏ đến hội chúng hoặc đến nhóm hoặc đến cá nhân và dạ này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng đắp thượng y một bên vai đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng ngồi chồm hổm chắp tay lên và nên nói như vậy bạch các ngài y này của tôi đã xa lìa qua đêm giờ cần được xả bỏ ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu tôi xả bỏ y này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội, tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực và y đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu nên cho lại như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy là vật phạm vào ưng xã đã được xả bỏ đến hội chúng nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng hội chúng nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu đắp thượng y một bên vai đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng ngồi chồm hổm chắp tay lên và nên nói như vậy bạch các ngài y này của tôi đã xa lìa qua đêm giờ cần được xả bỏ ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu nên cho lại như vậy. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. Xin chư đại đức hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy là vật phạm vào ưng xã đã được xả bỏ đến chư đại đức nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức chư đại đức nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu đắp thượng y một bên vai ngồi chồm hổm chắp tay lên và nên nói như vậy bạch đại đức y này của tôi đã xa lìa qua đêm cần được xả bỏ ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu tôi xả bỏ y này đến đại đức 13. Làng một địa hạt, nhiều địa hạt, gia trang một địa hạt, nhiều địa hạt, trang trại một địa hạt, nhiều địa hạt, nhà máy nhọn một địa hạt, nhiều địa hạt, tòa nhà vuông một địa hạt, nhiều địa hạt, tòa nhà dài một địa hạt, nhiều địa hạt, khu nhà lớn một địa hạt, nhiều địa hạt, chiếc thuyền một địa hạt, nhiều địa hạt, đoàn xe một địa hạt, nhiều địa hạt, cánh đồng một địa hạt, nhiều địa hạt, ruộng lúa một địa hạt, nhiều địa hạt, khu vườn một địa hạt, nhiều địa hạt, trú xá một địa hạt, nhiều địa hạt, gốc cây một địa hạt, nhiều địa hạt, khoảng không gian một địa hạt, nhiều địa hạt. 14. Làng một địa hạt, nghĩa là làng thuộc về một gia đình, nếu được rào lại sau khi đã để y ở trong làng, thì nên hiện diện trong làng, nếu không được rào lại, y đã được để ở tại nhà nào thì nên hiện diện tại nhà đó hoặc là không nên rời khỏi tầm tay nhiều địa hạt nghĩa là thuộc về nhiều gia đình nếu được rào lại y đã được để ở tại nhà nào thì nên hiện diện tại nhà đó ở trong phòng hội họp hoặc ở nơi ngưỡng cửa hoặc là không nên rời khỏi tầm tay khi đi đến phòng hội họp sau khi đã để y ở trong tầm tay thì nên hiện diện ở trong phòng hội họp hoặc ở nơi ngưỡng cửa hoặc là không nên rời khỏi tầm tay sau khi đã để y ở trong phòng hội họp, nên hiện diện ở trong phòng hội họp hoặc ở nơi ngưỡng cửa hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. Nếu không được rào lại, y đã được để ở tại nhà nào thì nên hiện diện tại nhà đó hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 15. Gia trang thuộc về một gia đình là được rào lại và có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Sau khi đã để y ở trong gia trang thì nên hiện diện trong gia trang nếu không được rào lại y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc là không nên rời khỏi tầm tay gia trang thuộc về nhiều gia đình là được rào lại và có nhiều căn phòng nhiều hậu phòng y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa hoặc là không nên rời khỏi tầm tay nếu không được rào lại y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 16. Trang trại thuộc về một gia đình là được rào lại và có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng, sau khi đã để y ở trong trang trại thì nên hiện diện trong trang trại, nếu không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. Trang trại thuộc về nhiều gia đình là được rào lại và có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. Nếu không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 17. Nhà mái nhọn thuộc về một gia đình. Sau khi đã để y ở trong nhà mái nhọn thì nên hiện diện trong nhà mái nhọn. Nhà mái nhọn thuộc về nhiều gia đình, là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 18. Tòa nhà vuông thuộc về một gia đình, sau khi đã để y ở trong tòa nhà vuông thì nên hiện diện trong tòa nhà vuông tòa nhà vuông thuộc về nhiều gia đình là có nhiều căn phòng nhiều hậu phòng y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa hoặc là không nên rời khỏi tầm tay 19. Tòa nhà dài thuộc về một gia đình Sau khi đã để y ở trong tòa nhà dài Thì nên hiện diện trong tòa nhà dài Tòa nhà dài thuộc về nhiều gia đình là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 20. Khu nhà lớn thuộc về một gia đình. Sau khi đã để y ở trong khu nhà lớn thì nên hiện diện trong khu nhà lớn. Khu nhà lớn thuộc về nhiều gia đình là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó, hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 21. Chiếc thuyền thuộc về một gia đình, sau khi đã để y ở trong chiếc thuyền thì nên hiện diện trong chiếc thuyền. Chiếc thuyền thuộc về nhiều gia đình là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng, y đã được để ở trong hậu phòng nào thì nên hiện diện trong hậu phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 22. Đoàn xe thuộc về một gia đình. Sau khi đã để y ở trong đoàn xe, thì không nên rời xa phía trước hoặc phía sau quá bảy áp phán ta Không nên xa rời phía bên hông quá một áp phán ta Đoàn xe thuộc về nhiều gia đình. Sau khi đã để y ở trong đoàn xe, thì không nên rời xa khỏi tầm tay. 23. Cánh đồng thuộc về một gia đình, nếu được rào lại, sau khi đã để y ở bên trong cánh đồng thì nên hiện diện bên trong cánh đồng, nếu không được rào lại thì không nên rời khỏi tầm tay. Cánh đồng thuộc về nhiều gia đình. Nếu được rào lại, sau khi đã để y ở bên trong cánh đồng thì nên hiện diện bên trong cánh đồng hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. Nếu không được rào lại thì không nên rời khỏi tầm tay. 24. Ruộng lúa thuộc về một gia đình, nếu được rào lại, sau khi đã để y bên trong ruộng lúa thì nên hiện diện bên trong ruộng lúa, nếu không được rào lại thì không nên rời khỏi tầm tay. Ruộng lúa thuộc về nhiều gia đình, nếu được rào lại, sau khi đã để y ở bên trong ruộng lúa thì nên hiện diện ở nơi ngưỡng cửa hoặc là không nên rời khỏi tầm tay, nếu không được rào lại thì không nên rời khỏi tầm tay. 25. Khu vườn thuộc về một gia đình, nếu được rào lại và sau khi đã để y ở bên trong khu vườn thì nên hiện diện ở bên trong khu vườn, nếu không được rào lại thì không nên rời khỏi tầm tay. Khu vườn thuộc về nhiều gia đình, nếu được rào lại, sau khi đã để y ở bên trong khu vườn thì nên hiện diện ở nơi ngưỡng cửa hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. Nếu không được rào lại thì không nên rời khỏi tầm tay. 26. Trú xá thuộc về một gia đình, nếu được rào lại sau khi đã để y ở bên trong trú xá thì nên hiện diện bên trong trú xá, nếu không được rào lại, y đã được để ở tại trú xá nào thì nên hiện diện tại trú xá ấy hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. Trú xá thuộc về nhiều gia đình, nếu được rào lại, y đã được để ở tại trú xá nào thì nên hiện diện tại trú xá ấy hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. Nếu không được rào lại, y đã được để ở tại trú xá nào thì nên hiện diện tại trú xá ấy hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 27. Gốc cây thuộc về một gia đình là toàn bộ bóng râm được chiếu xuống vào lúc nửa ngày, tức giữa trưa. Sau khi đã để y ở bên trong bóng râm, thì nên hiện diện bên trong bóng râm. Gốc cây thuộc về nhiều gia đình, thì không nên rời khỏi tầm tay. 28. Khoảng không gian một địa hạt, nhiều địa hạt. Nghĩa là không ở trong thôn làng, ở trong rừng, khoảng không gian xung quanh bảy áp phán ta ra là một địa hạt. Từ đó trở đi là nhiều địa hạt. 29. Khi đã xa lìa, nhận biết là đã xa lìa, phạm tội ưng xã đối trị, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi đã xa lìa, có sự hoài nghi, phạm tội ưng xã đối trị, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi đã xa lìa, lầm tưởng là chưa xa lìa, phạm tội ưng xã đối trị ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi chưa nguyện xả, lầm tưởng là đã nguyện xả, phạm tội ưng xả đối trị, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi chưa được phân phát, lầm tưởng là đã phân phát, phạm tội ưng xả đối trị, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Khi không bị mất trộm, lầm tưởng là đã bị mất trộm, phạm tội ưng xả đối trị ngoại trừ của sự đồng ý của các tỳ khưu khi không bị hư hỏng lầm tưởng là đã bị hư hỏng phạm tội ưng xã đối trị ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu khi không bị cháy lầm tưởng là đã bị cháy phạm tội ưng xã đối trị ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu khi không bị cướp lầm tưởng là đã bị cướp phạm tội ưng xả đối trị ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu 30. Y phạm vào ưng xã, không bị xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội tác ác. Khi chưa bị xa lìa, lầm tưởng là đã bị xa lìa, phạm tội tác ác. Khi chưa bị xa lìa, có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Khi chưa bị xa lìa, nhận biết là chưa bị xa lìa, thì vô tội. 31. Vị nguyện xã vào thời điểm rạng đông, vị phân phát y bị mất trộm, y bị hư hỏng, y bị cháy, người khác cướp rồi lấy đi, vị khác lấy do sự thân thiết, với sự đồng ý của các tỳ khưu vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ nhì